Tiếp tục với các thông tin quốc tế, thưa quý vị, câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH370 vừa mới hé lộ một giả thuyết, đó là chiếc máy bay có thể đã bị lái lệch hướng và đâm xuống biển theo kịch bản tinh vi của một vụ giết người hàng loạt. Theo chuyên gia từng là phi công và người huấn luyện bay Boeing 777, Simon Hadi, chiếc máy bay bay dọc biên giới Thái Lan Malaysia ra vào không phận của hai nước này theo đường zig zag để tránh bị phát hiện. Sau đó thì cơ trưởng Jahari Amasa nghiêng cánh trái máy bay trên bầu trời thành phố Penang quê hương mình như một lời chào cuối cùng rồi quay về phía hướng Tây Bắc, biến ra khỏi tầm theo dõi của radar quân sự. Hiện tại thì các dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay đã bay về phía Ấn Độ Dương và đâm xuống biển. Cho đến nay sau 4 năm, chiếc máy bay vẫn chưa tìm thấy.